Phương Mỹ Chi bị tố châm ngòi nghi vấn Phi Nhung ăn chặn tiền cát xê của Hồ Văn Cường. Trên trang Facebook, Phương Mỹ Chi mới đây đã đăng tải đoạn clip chia sẻ kỷ niệm được đứng chung sân khấu với cố nghệ sĩ Phi Nhung. Phương Mỹ Chi chia sẻ, lần may mắn em được đứng cạnh bậc tiền bối đáng quý, sẽ không thể quên trong suốt khoảng thời gian thay đổi nghệ thuật. Dưới phần bình luận, bỗng xuất hiện một cư dân mạng trách móc Phương Mỹ Chi về những ồn ào vừa qua của ca sĩ Phi Nhung. Cụ thể, netizen đã để lại bình luận, không biết nói sao chứ tại vì em Phương Mỹ Chi mà người ta so sánh Hồ Văn Cường với em, rồi làm cô Phi Nhung dính theo lùm xùm ăn chặn tiền cát xê Hồ Văn Cường. Tự nhiên bị réo gọi vào ồn ào, Phương Mỹ Chi nhẹ nhàng đáp trả, mong mọi người hoan hỷ ạ, ở clip này em muốn lưu giữ những điều tốt đẹp. Mới đây, một đoạn clip về Phi Nhung trong chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi lại được netizen đào lại và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trong đoạn video, cố nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh là thí sinh vừa vượt qua thử thách trong căn phòng của đội trưởng Tự Long, còn nghệ sĩ Hoài Linh lại là giám khảo nhận xét phần thi. Tại đây, giọng ca Bông Điên Điển đã chia sẻ về mối nhân duyên cùng nghệ sĩ Hoài Linh, có thời điểm cả hai còn suýt thành đôi trong quá khứ. Phi Nhung bất ngờ hé lộ, lâu lâu còn thấy anh bốn nhiều lần lén liếc nhìn Nhung nữa kìa, nhiều lúc hát chung với anh bốn đâu dám nhìn thẳng vào mắt Nhung đâu. Ngay lập tức, nghệ sĩ Hoài Linh đã biểu môi phản bác rằng do cảm thấy sợ Phi Nhung ăn tươi nuốt sống mình nên đã né tránh. Nam danh hài còn tiết lộ chuyện Phi Nhung từng năn nỉ mẹ của anh cho hai người cưới nhau, khiến nữ ca sĩ ngượng ngùng, bối rối. Đáp lại màn bóc phốt của người anh thân thiết, Phi Nhung quyết định kể lại cho mọi người trong khán phòng chuyện thời gian khi còn ở Mỹ và đi diễn chung. Bố mẹ của Hoài Linh từng nói, Phi Nhung dễ thương quá, thôi cưới Hoài Linh đi. Khi đó cả hai tỏ ra có phần ngại ngùng. Phi Nhung cho biết thêm, sau này khi đi diễn chung có chị Hương, vợ cũ của Hoài Linh, thì bố mẹ Hoài Linh cũng từng nói với mọi người, đây là con dâu hụt của tôi. Vừa nghe đến đây, Hoài Linh đã phi vội lên sân khấu để can ngăn Phi Nhung tiết lộ câu chuyện bí mật. Một lần khác, trong chương trình Ca sĩ Giấu Mặt, Phi Nhung cũng từng tiết lộ được Hoài Linh mua vải may áo dài tặng trong giai đoạn đầu đi hát. Cụ thể, khi được trường gian hỏi vì sao lại mặc áo dài đỏ khi diễn ca khúc Hoàng Hôn Màu Tím, cố nghệ sĩ cười bản lãng rồi chia sẻ, đó là anh Linh mua vải cho Phi Nhung may đó, áo dài đó anh Linh cho đó. Hoài Linh chính là người nâng đỡ cho Phi Nhung vào nghề ca hát và cũng là người làm bước đệm đưa nữ ca sĩ vào diễn xuất và nổi tiếng với nhiều vai hài để đời. Nặng tình nặng nghĩa với nhau nên giọng ca Bông Điên Điển lúc nào cũng xem trọng tình cảm với anh bốn. Dù chuyện tình ý giữa hai nghệ sĩ gạo cội là thật hay đùa, mối quan hệ thân thiết giữa Hoài Linh Phi Nhung luôn được khán giả ngưỡng mộ. Đã 3 ngày kể từ khi cố ca sĩ Phi Nhung vĩnh viễn rời xa cõi đời, nhưng những người thân cận khán giả vẫn chưa thể nguôi nỗi đau mất mát. Ca sĩ Phi Nhung ra đi để lại bao ước nguyện còn dang dở và lời hứa mãi mãi không thành với người con ruột đang sinh sống ở Mỹ. Do em trai và con gái cô không thể về Việt Nam ngay lúc này, nên hậu sự cố ca sĩ sẽ do Việt Hương đứng ra lo liệu. Cách xa nửa vòng trái đất, anh Tommy, em trai ca sĩ Phi Nhung đã lập bàn thờ tại nhà và đội khăn tang để tiễn đưa chị gái. Tối muộn ngày 30 tháng 9, Tommy còn viết tâm thư thương nhớ ca sĩ Phi Nhung và tự động viên bản thân vượt qua biến cố lớn. Đặc biệt, em trai cố ca sĩ còn mong bạn bè, người hâm mộ cùng cầu nguyện để vong linh của chị ra đi được thanh thản. Lúc sinh thời, chị là người thích hòa ái vui vẻ, chị thích nghe kinh và đọc kinh. Vậy tất cả chúng ta nên làm giờ đây là cầu nguyện để linh hồn chị được nhẹ nhàng siêu thoát. Kính xin tất cả những ai yêu tiếng hát của chị em, thương chị hãy cùng dành chút thời gian để cầu nguyện cho chị. Cuối tâm thư, anh Tommy còn gửi lời nhắc khán giả hãy nén hết giận hờn và những chuyện không vui để thành tâm cầu chúc cho ca sĩ Phi Nhung được về cõi vĩnh hằng. Mong các fan của chị hãy kìm nén nỗi đau này xuống, nén hết tất cả những giận hờn để đưa tiễn chị đi trong nhẹ nhàng bình an. Hãy nghĩ cho chị và hiểu cho chị, thương chị thì xin hãy nghe theo lời chị dặn dò. Em trai Phi Nhung xót xa chia sẻ.